tôi xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng các cô chú, anh chị và các bạn đến với chương trình Tìm Lại Những Con Đường Xưa trước năm 2025. Vì trong video trước thì con đã gửi các cô chú, anh chị con đường Cao Bá Quát ở ngoài quận Nhất. Nó nằm ở phía sau của tòa nhà Quốc hội, bây giờ là nhà hát thành phố. Thì trong video này con mời các cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đi ra quận 5. Chúng ta sẽ thăm con đường Cao Đạt. Con đường này thì nó nằm ở gần cầu Chữ Y đó các cô chú anh chị. Bắt đầu từ đường Nguyễn Biểu đi vào trong xóm, dài khoảng 600m. Tại Pháp thì đường này chỉ có tên trên bản đồ thiết kế mang tên số 2, từ ngày 4 tháng 5 năm 1954 mang tên là đường Phan Chu Trinh. Từ ngày 19 tháng 10 năm 1955 thì đổi thành đường Cao Đạt cho đến nay. Về ông Cao Đạt là ông là một chiến sĩ trong phong trào Cường Dương, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Thám Ninh năm 1886, rồi Phan Đình Phùng bên cạnh Cao Thắng, nhiều lần làm quân thù khiếp sợ. Rất tiếc cuối cùng ông ra đầu thú với Pháp để được yên thân. Đó là lịch sử về con đường Cao Đạt cũng như là tiểu sử của ông Cao Đạt. Bây giờ thì con Trung Bùi xin mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng quanh con đường Cao Đạt này. Vị trí bắt đầu thì con đi từ ngay chỗ đường Nguyễn Biểu các cô chú anh chị. Đầu hồi chúng ta sẽ đi ngược lại thì chúng ta sẽ lên cầu Chữ Y. Bây giờ thì mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta lên xe và đi cùng con Trung Bùi. Thì ở chỗ này thì từ ngay chỗ trường trung học Bác Ái ngày xưa, chúng ta có cái đường Nguyễn Biểu rồi đi về hướng cầu Chữ Y thì chúng ta sẽ gặp cái đường Cao Đạt này ở phía bên phải của chú gì. Ngày xưa thì nghe mô tả trong tài liệu thì con ta nói là chỉ là đường trong xóm tên Thành Pháp thì nó mang là đường số 2. Đúng mà các cô chú anh chị, đó là ngã tư của chỗ này là đường Trần Bình Trọng. Ở đây thì chúng ta rẽ về phía bên phải thì chúng ta sẽ gặp ngay chỗ mộ của ông Bế Xuất Ký. Và cái chỗ mộ đó thì cũng ít người biết lắm các cô chú anh chị. Tuy là người ta đi qua lại hàng ngày, người ta thấy có mỗi công trình, nhưng mà ra biết rằng đó là mộ của nhà bác học Bế Xuất Ký. Tới đây thì cũng gần tới cuối đường rồi các cô chú anh chị. Trong đây là giống một cái hẻm vậy đó, đi tới cuối hẻm. Đường chỗ này cũng nhỏ, yên bình. Bây giờ thì con quẹo lại nha các cô chú anh chị. Đây cuối đường rồi, ngõ phục rồi. Hết có cái đường nào ở Sài Gòn mà ngõ phục á, thường là nó sẽ nói từ đường này qua đường kia, còn ngõ cục thì nó là cái hẻm. Trở lại chỗ đường Trần Bình Trọng. Nếu mà chúng ta rẽ về phía bên phải chỗ này, phải là hướng ngược lại thì bên trái đó ra ngay chỗ nhà đình thờ, cái mộ của ông Bế Xuất Ký. Bây giờ bên phải thì sẽ ra đường Thành Tử. Bây giờ nó đường đại lộ Võ Văn Kiệt.
cô chú anh chị là cái chỗ mà hồi nãy chúng ta bắt đầu. Bây giờ thì con sẽ rẽ về phía bên phải thì chúng ta sẽ lên cầu chữ Y để các cô chú anh chị chúng ta thăm lại cái cầu chữ Y luôn nha các cô chú anh chị. Sẵn tiện mình đang đi ở gần ở đây. Cầu chữ Y là một cây cầu mà cũng có từ lâu đời rồi. Và nó mới vừa được nâng cấp sửa chữa xong, bây giờ mở rộng cái mặt đường ra. Mai mốt thì tới đường Nguyễn Biểu thì chúng ta sẽ lên cầu chữ Y để lại lần nữa. Đó, đây là cầu chữ Y. Cầu này nó có 3 cái nhánh. Nhánh thứ nhất thì chúng ta đi xuống ngay chỗ đường Nguyễn Biểu phía bên quận 5. Để thẳng là chúng ta sẽ đi tới trường Trung học Bác Ái. Bây giờ đó là đường trường Đại học Sài Gòn. Rồi đi thẳng là chúng ta sẽ đi qua quận 8 là đường Nguyễn Tân. Ngay cái chợ Rạch Đông. Còn chỗ này thì nó có cái chỗ mà rẽ bên phải thì nó xuống đường Phùng Hưng. Nếu mà chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ đi ra ngay chỗ chợ Sớm Củi. Đó là xe nét về cây cầu chữ Y này. Còn về chi tiết hơn thì tới chỗ video về cầu thì con sẽ tìm tài liệu rồi nó rõ ràng rồi trình bày lại cho các cô chú anh chị mình được hay. Trong video này thì con sẽ cố gắng đi hết những con đường ở Sài Gòn xưa để giúp cho cô chú anh chị chúng ta nhìn lại những chỗ xưa nó có thay đổi gì hay không. Các cô chú anh chị có thể thấy là cái cầu chữ Y này nè, ngày xưa là cái hành lang mà cho người đi bộ nó rộng hơn bây giờ rất là nhiều. Người ta thu hẹp cái hành lang này lại để nới rộng cái mặt đường, tại vì cái cầu này bây giờ nhiều xe đi lại các cô chú chị, đặc biệt là buổi chiều cho nên gây kẹt xe buổi sáng nữa. Giờ đi làm đó, chúng ta sẽ thẳng chúng ta sẽ xuống chợ Rạch Ông. Thì đến đây thì con cũng xin kết thúc video chúng ta tìm lại con đường Cao Đạt nha các cô chú anh chị, con đường ở quận 5 và mở rộng thêm là cái cầu chữ Y. Con xin kính chúc cho các cô chú anh chị và các bạn có sức khỏe dồi dào và chúng ta mau vượt qua cái đại dịch này để cuộc sống trở lại bình thường. Không biết rằng là ở hải ngoại thì các cô chú anh chị bây giờ cũng đang rất là lo lắng và đang là vất vả vì cái con corona. Mọi người hãy bình tĩnh rồi cái gì nó cũng qua thôi. Con xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị. Trong video kế thì chúng ta sẽ tìm đến con đường Cao Thắng, là một người đồng chí chiến sĩ với ông Cao Đạt này.